Quả gì mà nắm thế? Ấy, u sầu, xe đi, quay đi quay lại rồi dụng hết quả ai chứ nè. Đây, quay lên nào, quay cho mọi người xem, quay chúc cái đầu xuống đây thì mới nhìn thấy nhiều quả. Đấy, úi giời ơi, cam nhá, cam rất nhiều quả luôn, mình bao nhận cây nào cũng sẵn quả luôn. Cái này cho lên chợ làm cảnh luôn chứ. Mà Tết lại có quả ăn, đỡ phải mất tiền mua quả. Đấy, là cho anh xem cây đấy, là cây đấy là tặng cô giáo mùng 8 tháng 3. Càng gì lắm quả thế. Người ta gọi là siêu đẹp, lại nát cho đây một cái nữa nào. Đấy, nhiều quả chưa? Như sung. Ê, giời, ui dồi. Cả yến quả chứ bộ. Đây mới là cam giống chuẩn này. Anh em quan tâm alo nhá.